Mời bạn nam. Rồi, bạn nữ giới thiệu về mình đi. À, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả. Chào em bạn. Là Nguyễn Thị Thu Thảo, em sinh năm 85, 31 tuổi. Em đang là nhân viên xuất nhập khẩu đến từ Phan Thiết. Hiện giờ thì mình đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh chứ hả? Dạ. Rồi, bây giờ mình nghe bạn trai giới thiệu đã nha. Em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Cát Tường, chào bạn gái và chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Văn Vĩ, em 31 tuổi, em hiện tại em là sĩ quan hải quân, em đang công tác ở lữ đoàn 125 ở bên quận 2. Cái nhiệm vụ của bạn trong lữ đoàn là làm cái gì, cụ thể là gì? Nhiệm vụ hiện tại bây giờ của em thì nói thật với anh là em là trợ lý phòng kỹ thuật. Kỹ thuật là về cái gì? Về tất cả máy móc, về tất cả điện đóm, về tất cả những cái gì liên quan đến tàu bè. Mình điểm mạnh điểm yếu của mình. Dạ em thưa chị Cát Tường, mấy anh chị cũng nhận xét em là em vui vẻ, hòa đồng, em thiệt tình, em nhiệt tình và em biết lắng nghe chia sẻ. Dạ điểm yếu là em rất là mau quên, với lại em rất dễ tin người. Có bị gạt lần nào chưa? Dạ rồi. Gạt cái gì? Gạt tình hả? Ai ai nỡ lần nào gạt tình em kể chị nghe coi. Mấy người yêu cũ của em gạt tình mấy người rồi? Dạ hai. Trời ơi, hai người gạt tình luôn. Hai người, người nào cũng gạt hết hả? Dạ. Người ta gạt sao? Ví dụ người ta gạt làm sao? Ví dụ như là quen mình đó hả, mà nói là chưa có gia đình, thực tế họ có giùm, họ giấu. Quen ai xong cuối cùng cũng người ta cũng có vợ hết. Dạ đúng rồi, mà giấu. Đó là chưa có em cũng tin, nên là em rất dễ tin người là vậy. Trời ơi, rồi bây giờ có rút kinh nghiệm gì không? Dạ chắc cũng dễ tin người như vậy, nó không có thay đổi được. Trời ơi, thôi được. Vậy làm tới đây có địa chỉ chắc chắn rồi đó. Cái gì không dám chắc mà độc thân là đây chắc được nha. Dạ. Trải qua mấy mối tình rồi? Là em trải qua hai mối tình, yêu đơn phương. Đơn phương không hả? Dạ đúng rồi. Ủa trong quân đội chỗ cơ quan bạn không có nữ ha? Hải quân hả? Dạ không ạ. Không có nam không? Dạ đúng rồi. Quê mình ở đâu? Em ở Nam Định. Rồi ở thành phố này, ở cơ quan hay là ở đâu? Em ở trong cơ quan luôn này. Trong cơ quan luôn. Dạ. Rồi bây giờ lấy vợ ở cơ quan luôn hả? Dạ không, chắc nếu mà lấy vợ thì chắc phải đi ra ngoài ở thôi. Ra ngoài là ở đâu? Ngoài ở đâu? Chắc phải trước mắt là phải thuê nhà đó. À. Rồi bây giờ bạn muốn tìm một cái mẫu người bạn trai như thế nào? Ngoại hình thì em thích anh đó cao, tóc nhiều. Gì vậy? Sao tự nhiên tóc nhiều dưới cười cái rần vậy? Bên đây không được nhiều. Có cao không? Cao, cũng không được cao lắm. Mét mấy anh? Mét 65 anh. Thấy không? Đấy cũng là điểm yếu của em đấy. Rồi gì nữa? Nói tiếp đi. Về tính tình đó thì em thích ảnh đó là thứ nhất là có tính trung thủy, có một xíu gia trưởng để thể hiện tính quyết đoán trong gia đình, chứ đừng có vợ nói gì cũng nghe đúng không? Dạ không, vợ nói phải nghe rồi. Có ai nói gì cũng dễ bị tác động nên không thích như vậy. Có lập trường một chút xíu. Dạ đúng rồi. Nãy giờ bạn gái kia yêu cầu gì bạn có đáp ứng được không? Em chắc được 80%. Trời, tự tin dữ vậy. Hình có được đâu mà nói. Cái 65 tầm đi đẹp trai rắn rỏi lắm chứ bộ. Anh có yêu cầu gì ở người bạn gái của mình? Nói chung là đầu tiên là phải có tham vọng trong công việc. Phụ nữ là máy ấm gia đình là quan trọng nhất chứ bạn. Em là bộ đội nhưng em rất thích kinh doanh chị ạ. Muốn vợ kinh doanh luôn hả? Dạ đúng rồi. Bạn muốn kinh doanh gì, có một cái suy nghĩ chưa? Không, em có ước mơ là vợ em có thể làm chủ một quán cà phê hoặc là một cái nhà hàng quán ăn nào đấy. Đúng rồi, tham vọng như vậy tốt. Dạ đúng rồi. Rồi còn gì nữa, yêu cầu bạn gái thế nào nữa? Yêu cầu bạn gái thì trong công việc và trong gia đình thì nó phải rõ ràng anh ạ, chứ không thể mang công việc về gia đình được. Thích người vợ là phải biết kinh doanh làm ăn, nhưng mà hễ vô tới nhà, về tới nhà là phải lo chuyện gia đình. Khó à nha, cái này hơi gia trưởng. Không, kỷ luật thế cũng tốt thôi chứ. Hơi khó đó. Rồi còn yêu cầu gì nữa, có mẫu người nào không? Dạ có anh. Giống MC Hoàng Anh thì tốt. Á, Hậu Hoàng, Hoàng Anh. Dạ đúng rồi. Chơi cỡ hậu mới chịu hả? Bên kia mẫu Hậu Hoàng Anh được không? Trời ơi. Ốc chỉa. Tóc là đẹp, cái bộ tóc màu đen mà. Giờ đang là mốt đấy chị ơi. Mà hình như cái mốt này là cũng lỗi rồi đấy chị ạ. Ủa anh có tật xấu gì không? Hay quên, hay do dự. Ghét nhất người con gái ở điểm nào? Càm ràm ấy, nói nhiều. Gái nào cũng vậy trời. Ở dơ đấy, cũng càng không thích luôn. Làm gì có ai ở dơ. Em đi đường thấy nhiều người cũng ở dơ. Ôi, đi đường thấy sao biết tao ở dơ. Thì nhìn họ ăn mặc. Ngồi gần nó hôi cũng ở dơ nữa. Không, có đấy có thể là mùi cơ thể thì mình chấp nhận được. Hả? Chấp nhận được hả? Được chị. Mùi hôi rất nghiền luôn. Bây giờ mình sẽ qua mình coi đàn gái thế nào, về thông báo liền ha. Trời ơi, coi đi. Dễ thương mà. Dạ. Anh bên kia hơi đen chút xíu, như rắn rỗi, sĩ quan quân đội mà.
yên tâm về kỷ luật, về tất cả mọi thứ là số 1 hết. Chỉ con cái mình nhìn nhau có nó có tiếng sét ái tình hay không thôi. Này hơi gia trưởng hơn em yêu cầu đó nha. Vậy em xử sao? Trời ơi, vậy mà đây còn dữ nữa. Nhưng mà thường á, mấy chú bộ đội á hơi khô chút xíu, không có lãng mạn, em có đồng ý không? Dạ, đôi khi trong tình cảm mà khô khan quá thì nó không có tạo cái dấu ấn hay gì đó thì cũng hơi khó. Dạ, cũng hơi buồn. Nói thôi chú biết có lãng mạn không? Không chỉ cần lãng mạn, dễ thương lắm. Em có đi với ai không? Dạ có, em đi với bạn em, với sếp em, với chị chủ tịch công đoàn, với em họ của em. Trời ơi, nguyên cơ quan luôn hả? Chủ tịch công đoàn đó. Chào chị chủ tịch công đoàn. Dạ chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào em trai tham gia chương trình. Dạ. Chào cùng quý vị khán giả trong trường quay. Dạ em là bạn đồng nghiệp của Thảo, làm cùng phòng, cũng là chủ tịch công đoàn của khối phòng ban. Trước tiên là thấy em trai bên này là hội đủ các tiêu chuẩn, nói chung là hình thức cũng ok. Duyệt không? Duyệt không? À, duyệt. Duyệt. Cảm ơn chị. Rồi, bạn có đi với ai không? Em định điện cho mẹ em vào, nhưng mà mẹ em cách đây 2000 cây số không vào được. Phải chú gì em cách đây 200 cây số thì có lên đây được. Ồ, gì cách 200 cây số luôn hả? Dạ rồi. Ở đâu? Ở Bà Rịa Vũng Tàu lên đây ạ. Rồi, xin mời chú. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Dạ, chào chú. Nay cậu Vĩ mời đi cái chương trình này thì nói đúng ra là Vĩ thì tính tình thì ăn nói thì nó cũng không hay lắm, cho nên là đôi khi là đến bây giờ ấy đến bây giờ bạn gái bên này thì về cái cách nói chuyện thì thấy chắc chắn hơn, nói chung là cũng dễ thương. Nhưng mà chú thấy ủng hộ không? Có ủng hộ. Ủng hộ. Rồi gì sao? Thì tôi thấy cháu trên này cũng được, cũng xinh, cũng nói chung là mập. Mà phân cháu trai. Cặp hơn cháu trai. Về bổ sung cho nhau. Thì nói chung là để cho hai cháu cứ tìm hiểu về sau. Mỗi người phải cho nhau một cái cơ hội nào đấy. Ủng hộ hết mình đúng không gì? Hết mình luôn. Để rồi, cho các cháu tiến tới tốt đẹp hơn. Cảm ơn gì? Dạ, cảm ơn gì? Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bên gặp mặt ha. Tự hai bên quyết định. Nào. Quà to quá, không biết gì trọng. Một món quà tặng. Rồi, cảm ơn anh ạ. Đâu bằng mở ra có gì bự vậy anh? Em mở ra đi. Trời. À, vậy là cũng lãng mạn đó chứ. Nó không biết lãng mạn, đẹp hết trơn. Wow. Em biết thể hiện thôi, còn khi em thể hiện là các bạn. Nào, hai bạn bắt đầu đi. Em nói trước nha. Em mà nói. Anh thấy em sao? Xinh. Thích thật. Anh có ba câu hỏi mới hỏi em. Rồi. Em trả lời đấy. Rồi. Hỏi đúng ba câu thôi. Sắp xếp sẵn. Nếu sau này em có con đó, mà em mà có cuộc họp quan trọng, mà trong đó con đi cấp cứu, mà nếu em mà bỏ cuộc họp đấy thì có thể em sẽ bị đuổi việc, thì em tham gia cuộc họp đấy hay em chạy về với con? Em nghĩ là công việc là để nuôi sống bản thân mình với gia đình, còn con mình em sẽ ưu tiên gia đình hơn, anh nghĩ là vậy. Còn câu thôi, anh muốn nếu như mà sau này mà anh về Bắc á, mà con cái thì ở trong này, thì em về Bắc hay là ở lại đây với con? Ủa, vì lý do gì mà anh về Bắc mà con ở trong này? Anh có vợ bé hả? Không, ý anh nói ví dụ là con cái và gia đình ở người ta ở sống trong này, mà cuối đời anh muốn về quê á. Cuối đời. À, con cái là đúng sẽ rồi, có cuộc sống riêng của con cái, còn mình là của nhau rồi, thì em sẽ theo anh. Theo chồng. Dạ. Em theo chồng. Câu thứ ba anh muốn hỏi là em hiểu thế nào về Tam Tòng Tứ Đức? Tam thi qua hậu. Hồi xưa á là thường là con gái là cũng không có ra ngoài xã hội giao tiếp nhiều. Cho đó Tam Tòng Tứ Đức ở nhà phục vụ chồng nấu cơm nấu nước sẵn sàng lo con cái. Còn bây giờ Tam Tòng Tứ Đức có nghĩa là có thể là ở ngoài xã hội làm việc phụ giúp chồng, về nhà chăm sóc gia đình nhà cửa gọn gàng, đối nội đối ngoại hai bên ok, nghĩ là đó rồi, cũng gọi là Tam Tòng Tứ Đức. Bên kia cũng bán lửa không? Tưởng anh ngon hả? Anh tưởng anh ngon hả? Hỏi lại cho chị ba câu. Quyền ba câu. Ba câu lại cho chị. Hỏi được lại ha, câu. Được ha. Gật đầu rồi, thích thật. Giỡn với tôi hả? Giỡn với nhà gái à? Hai chồng ở sống trong đây mà mẹ bắt là hai đứa phải về quê ở với ba mẹ thì anh sẽ như thế nào? Thấy chưa? Chết. Câu này mới chết. Chắc
chắc là anh sẽ giải thích cho ba mẹ. Ba mẹ anh bây giờ cũng rất là ủng hộ con cái. Ủng hộ về khía cạnh gì à? Về công việc và cuộc sống. Bởi vì bây giờ mẹ chồng ngoài Bắc không như ngày xưa, cũng rất là thoải mái. Mẹ anh từng nói là bây giờ mình phải quý con dâu, nên trong may sau này mình có ốm đau thì nó mới quý mình. Dạ đúng rồi. Mà anh khẳng định với em một điều là em mà đối tốt với mẹ chồng anh như thế, là mẹ chồng như thế nào ấy, thì chắc chắn sau này con dâu em sẽ đối tốt với em đúng như thế. Anh khẳng định em được đấy. Câu thứ hai. Thôi vào câu cuối đi. Câu cuối luôn. Em thôi khỏi hỏi đi, không dạ. Còn câu gì hỏi nữa đúng không? Dạ đúng rồi, em rồi. Mỗi người một câu cuối cùng. Thật sự thì anh tham gia chương trình này cũng lâu, đăng ký cũng rất là lâu. Mà theo anh được biết là chương trình này có khoảng tầm hơn 10.000 người đăng ký. Mà hôm nay lên đây là gặp em, anh nghĩ nó rất là may mắn. Còn nếu như mà sau này mà có tiến xa hơn ấy, thì anh khẳng định với em một điều rằng chắc chắn em sẽ không hối hận khi đã bấm nút ngày hôm nay. Mời em. Em hát nha. Rồi. Vẫn chưa yêu là thật ra em đang dối lòng, còn em nói đã chót yêu anh rồi là thật ra em đang thích anh. Rất dễ thương. Rồi xong, bây giờ mình quyết định lớn rồi ha, bản lĩnh vững vàng rồi. Nào hai anh chị có thể bấm nút hay không bấm nút, tùy anh chị. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Bác Hồng quân đội đến 1, 2, anh bấm luôn. Nào, bây giờ hai anh chị có thể nắm tay nhau. Đúng rồi, nắm chặt tay nhau nào. Nhớ cái gì mà tuyên bố thẳng thừng mà mạnh mẽ ngày hôm nay là phải nhớ thực hiện bằng được đó nha. Em làm được chị. Chắc chắn em làm được. Mạnh đi. Lực không? Rồi. Nào, những chiếc vé xem phim, đồng chí đưa cô ấy đi xem phim. Tôi đây. Trời ơi, ghê quá, sợ quá. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh trên các cái hệ thống áo cưới Allen nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Cảm ơn anh chị. Rồi, hãy nắm tay đưa bạn gái đi hẹn hò đi bạn. Em là bên mình học, chỗ nào mà không có thì mình sẽ phụ. Hơi nóng tính, hay lại là dễ khóc nhè. Mẫu bạn trai của em không bị hói. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời Hạ Man. Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi đi bạn. Bạn nữ có thể giới thiệu về mình cho bạn nam biết. Em tên là Chu Vĩnh Nguyên Thi. Năm nay em 29 tuổi. Em đang làm nhân viên ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quê Thi ở đâu? Dạ em sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk. Đắk Lắk. Dạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em là Thanh Hải. Quê em ở Hà Tĩnh. Nay em đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Bạn làm việc gì? Dạ em làm bên viễn thông đó. Viễn thông? Dạ. Tới điện thoại này kia, cáp quang này kia đó hả? Dạ. À, nói chung điện thoại mình muốn xài được là phải có sóng. Em là bên mình sóng. Em bên sóng. Lúc có lúc không. Lúc không nhiều lúc có. Chỗ nào mà không có thì mình sẽ phụ. Có mấy mối tình rồi? Em thì có 2. Gọi là chính thức thì chỉ có 1 thôi. 1. Gọi là mối tình đầu luôn. Quen nhau hơn 3 năm vậy. Hồi nãy bạn Nam nói bao nhiêu tuổi, bên này chưa có nghe. Em năm nay 29 ạ. Sinh năm 88. Hai vợ chồng bằng nhau 88 bên kia, 88 bên tới quy 8 đẹp. Bằng nhau, mình có bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình đầu tiên chắc là thích thôi. Thích hồi cấp 3. Nhưng mà gần hồi đại học thì có là tình đơn phương. Thích bạn đó tại vì cái cách nói chuyện với lại cái quan tâm. Xong rồi ở ký túc xá vậy. Là đi tỏ tình một mình thì sợ. Rủ thêm bạn gái nữa, chạy qua ký túc xá nam, lầu 3 lần. Em tỏ tình với cái anh đó hả? Dạ. Chạy lên lầu 3. Bạn gái kia thì đứng chờ ở dưới, em đứng chạy lên gõ cửa phòng, chạy ra nói tôi thích bạn, xong phát chạy về luôn. Phản ứng của bạn trai lúc đó là sao? Dạ không kịp
Là từ đó giờ luôn là mối tình vậy là thôi đó hả? Dạ đúng rồi. Trời đất ơi, nguyên nhân tại sao mà bao nhiêu lâu nay mình không có được mối tình nào sâu đậm? Có lẽ là do em khó tính. Và cái môi trường công việc của mình thì cũng khó. Mình có điểm mạnh và điểm yếu gì? Ưu điểm của em là hòa đồng, hay là tính tình thì là cẩn thận và biết chăm lo cho gia đình. Điểm yếu lại là hơi nóng tính, hay lại là dễ khóc nhè. Bạn cần tìm một người đàn ông như thế nào? Mẫu bạn trai của em về ngoại hình thì là không bị hói. Rồi. Cái gì? Không bị hói ạ. Chào chị Cát Tường. Bực mình ai nói hói hói hói. Cao lên coi. Từ từ sẽ hói. Rồi, gì nữa? Ngoại hình cái thần tượng của em là anh Matsu trong chương trình Lớp Bớt ạ. Matsu hả? Anh Matsu là anh nào vậy? Matsu lên đây coi. Đó, thần tượng bạn ấy là anh này nè. Đứng lên coi bạn, đứng lên coi. Đó đây. Trời ơi. Rồi, cảm ơn Matsu nha, nay có Matsu ở đây luôn. Trời ơi, mất bớt chút xíu nha. Cỡ 1 9 1 10 với anh Matsu được rồi. Ha. Được không? Rồi còn cái điểm gì không thích ở người bạn trai nữa không? Em không thích bạn trai hút thuốc. Em có hút thuốc không em? Dạ không chị. Được quá, hên quá, vớt lại cái vụ ngoại hình ha. Em muốn người bạn gái như thế nào? Em muốn người bạn gái thì ngoại hình thì bình thường thôi, không cần phải không có mắt xu mắt xì đâu ha. Dạ, không. Nói chung là biết tự làm đẹp cho mình. Biết tự chăm sóc mình. Ok. Còn về chiều cao thì khoảng 1m55 đổ lên là ok ạ. Được, khiêm tốn. Được, 55 được rồi. Bạn có tật xấu gì không? Em thì hay quên á. Bao lâu thì tiến tới hôn nhân được? Nếu mà được thì 6 tháng đến 1 năm chị. Chuẩn bị được gì chưa? Cũng nói chung đám cưới thì ok rồi. Còn để mà sống lại Sài Gòn thì mình phải còn cố gắng nữa. Dạ. Vậy giờ cưới nhau xong là mình ở trọ trước ha? Dạ, tạm thời thì mình ở trọ, còn không mình hai vợ chồng chung lại mua ngôi nhà nhỏ nhỏ ở cũng được. Vậy là tốt quá rồi. Ngon rồi, ăn được lắm à. Được. Ta bản lĩnh vững vàng ha. Dạ. Vậy không chạy? Lo cho tương lai không rồi. Không bằng anh kia thôi nha. Nói chung mình xem coi cái người thần tượng Matsu sao mà. Em nha anh. Chào em. Trời đúng rồi, thần tượng Matsu đúng rồi. Đây cũng thuộc loại su su à. Anh bên đây nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương. Chịu không? Sao mô tả giống bạn nữ nè. Không có giống bạn nữ, nhỏ con gì đó. Nhỏ con thôi, mà ta bảo men. Dạ men là được rồi. Men, chắc chắn men. Yên tâm. Dạ. Rồi, vậy được rồi. Anh là anh dư sức. Được. Hôm nay mình có đi với người thân không em? Dạ, em đi với ba mẹ và chị. Ồ, có ba mẹ nữa hả? Dạ. Rồi, chào chào ba mẹ. Đó, bạn trai nhìn thấy bác phúc hậu là hiểu, biết bên đây con dạ, gái xin sao? Chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Dạ, chào bác. Thật sự rằng hôm nay khi mà nghe Thi lên được chương trình Bằng Một Hàng Hò thì hai vợ chồng rất là vui. Tại vì lúc nào cũng hâm mộ cái chương trình Bằng Một Hàng Hò. Dạ, cảm ơn bác. Thành thử ra cũng có hai chị ruột của Thi về để tham dự trong cái chương trình hôm nay. Dạ. Thì chắc lại là ba để cho mẹ nha. Ba để mẹ, chắc là mẹ có nhiều cái tâm sự đồng cảm với con nhiều hơn hả? Dạ. Rồi ba để cho mẹ. Xin chào MC Quyền Linh, xin chào Cát Tường. Dạ. Rồi chào mọi người trong trường quay. Thi nói là cái nguyên nhân mà Thi chưa có người yêu là vì là chắc có lẽ là Thi khó tính. Nhưng mà thực sự ra là theo mẹ nhận xét thì không phải là khó tính. Nhưng mà Thi là có một cái bản tính là rất là nghiêm túc trong tất cả. Nghiêm túc trong công việc, nghiêm túc trong quan hệ tình cảm. Rồi là rất biết quan tâm mà chú đạo với người khác. Cho nên cũng yêu cầu người khác cũng nghiêm túc đối với mình. Còn riêng về nhận xét về cháu trai bên đây, đôi bên cùng tuổi, cũng là đó một cái thuận lợi. Cái thứ hai là cái cách nói chuyện, rồi qua cái phong cách bên ngoài thì cũng cảm nhận được cháu một người sống vui vẻ, thông thoáng, cởi mở. Thì cái điều đó là rất hợp với Thi. Nếu mà gọi về chỉ số phần trăm thì có thể trên 70%. Yeah. Còn phần còn lại là tụi con. Bây giờ bạn có đi với ai không? Em đi với em trai với cả hai người bạn. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Em là Quân, em trai của anh Hải. Thì em thấy chị gái bên này cũng dễ thương, nói chuyện thì lưu loát,
Nếu mà xét về cái tiêu chuẩn của chị ấy, thì anh trai em đạt khoảng 80%. Còn thì anh hơi gầy thì chị có thể về chăm sóc anh em. Rồi, cảm ơn bạn. Bây giờ thì hai bạn có thể gặp mặt nhau. Rồi, bây giờ kéo màn lên. Kéo màn lên. Chào bạn. Mình tặng bạn bó hoa. Đâu đứng đứng kế bên coi, đứng sát bên coi. Bình thường mà, xứng mà anh này. À, xứng mà. Cao hơn chứ bộ. Trai tài gái sắc ha. Cảm nhận đầu tiên của anh về em thế nào? Nói chung thì nhìn thì cũng dễ thương. À, dễ thương. Đâu có dễ thương đâu, quá dễ thương. Cảm nhận về anh thế nào? Thì ngoại hình thì chắc là không bằng anh sâu rồi. Nhưng mà chưa chịu bỏ ảnh nữa trời. Nhưng mà nhìn thì cũng được, quan trọng là cảm nhận của hai người thôi. Bây giờ mình nói một câu gì thật là tình cảm lãng mạn. Mình hãy cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Và nếu được mình có thể tiến tới cùng chung một gia đình, dưới một mái nhà, để cùng lo lắng cho nhau trong những cái buồn vui của cuộc sống, mình chia sẻ với nhau. Tốt, nói gì với hai bác? Con chào hai bác. Chào chị luôn. Chào chị luôn. Cháu với hai bác, nếu mà quen con gái bác thì cháu cố gắng hết sức. Tại vì cháu là người sống rất là tình cảm. Bố mẹ cháu thì hôm nay là ở hơi xa nên là cũng không có dịp tham dự cái ngày hôm nay. Thì hôm nay có hai bác đây tới tham gia thì cháu rất cảm ơn. Em có điều gì muốn nói với bạn trai không? Cảm xúc hiện tại của em thì cũng có chút rung động. Thì hy vọng thì sẽ có thời gian tìm hiểu để cảm nhận về nhau nhiều hơn. Đây, hai bạn để tay nút bấm đi. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Giây phút quá sức là thiêng liêng dành cho các cặp đôi các bạn. 3 2 1. Hết thời gian. Rồi, bây giờ có thể nắm tay được rồi đó. Có hai bên, ở bên là hai bác, các chị, bên đây có em trai ha. Bạn có sao xuyến gì chưa? Em nghĩ là có điện truyền đó anh. Có điện rồi ha. Thôi giờ mình lắp sóng vô. Được. Đây là chiếc vé xem phim. Các bạn sẽ có thời gian bên nhau thật lãng mạn để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Với các hệ thống của áo cưới Allen nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Chúc hai bạn sẽ tiến xa hơn trong con đường hôn nhân. Hy vọng rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ nhận được thiệp cưới của các bạn. Em xin phép cảm ơn anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường cùng ekip thực hiện chương trình. Chúc chương trình mình ngày càng phát triển để có nhiều cặp đôi nữa sẽ được đến được với nhau. Xin cảm ơn. Rồi, hãy nắm chặt tay nhau. Đúng rồi. Đừng buông tay ra nhé. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quỳnh Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Bên ngoài em được điềm đạm như vậy nhưng mà cái nóng bên trong khó mà thấy được, dồn nén bên trong á. Thân hình tròn tròn một xíu, dễ thương. Khi lâu lâu em bị stress công việc dẫn em đi chơi. Em tới đây là để tìm vợ luôn chứ không phải tìm bạn gái. Rồi. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em. Rồi, em ngồi đi em gái. Mời bạn nam. Rồi, chào hai bạn. Rồi, mình giới thiệu về mình đi, em gái tên gì nè? Xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Cát Tường. Mình xin tự giới thiệu, mình là Trương Thị Thúy Duyên. Mình năm nay 25 tuổi. Mình đến từ Lâm Đồng. Hiện tại em là nhân viên kế toán tại công ty thiết bị y tế Trương Nhân ở quận Tân Bình. Rồi, bên đây tên Phận. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em xin chào quý khán giả, chào anh Linh và chào chị Cát Tường. Em xin giới thiệu là em tên Xuân Hùng, năm nay em 32 tuổi. Công việc hiện tại đang làm kỹ sư thiết kế xây dựng ở quận Nhất. Em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh ra ở Huế, nhưng mà 2 tuổi là vào Sài Gòn sống luôn tới giờ. Điểm mạnh, điểm yếu của Duyên là gì nè?
Trước hết em xin nói điểm mạnh của em. Em là một người thẳng thắn, vui tính, có một chút ca hát. Ca hát được. Dạ. Bên cạnh điểm mạnh thì em cũng có một vài nhược điểm. Đó là cái tướng ngủ nó hơi xấu. Em ngủ sao em biết cái tướng em xấu? Em ngủ thì thấy mọi người ngủ ở chơi cùng phòng em nói lại không. À, người khác dạ. nói lại, có ai chụp dạ. hình em lại không? Em tướng ai ngủ cũng xấu dạ hết trơn á. Ngủ mà mình quay phim sáng mình coi thì á, thấy gớm luôn rồi đó. Khuyết điểm gì nữa không? Sợ chó. Sợ chó? Dạ. Ủa có ăn thịt chó không? Nói thật là xưa thì em có ăn nhưng mà lâu lắm rồi không ăn nữa. Bởi vậy chó thấy nó sủa sợ nó phải rồi, chó nó cắn nó đúng rồi. Bạn trai, khuyết điểm là gì? Nóng tính. Nóng tính hả? Dạ. Thôi anh không nghĩ em nóng tính đó nha. Dạ không, anh nhìn bề ngoài em điềm đạm như vậy nhưng mà cái nóng bên trong khó mà thấy được lắm. Nóng cỡ nào lận? Thường thường khi nóng á, em là người mà không có thể hiện ra nhưng mà nó hay gọi là dồn nén bên trong á. À, không sao, nóng bên trong rồi làm cho nó mát thôi, sợ nó nổi mụn thôi chứ gì chứ đó. Có ưu điểm gì không? Thì ưu điểm đó em là người điềm đạm mà lúc nào cũng điềm tĩnh mà. Thứ hai nữa là có lập trường, chơi thể thao được, chơi môn cầu lông, bơi lội, chạy bộ. Khỏe. Bạn gái có thể thao gì không? Em cũng thích cầu lông. Cái giọng dạ. em gái bên kia khào khào là hát hay lắm mà. Em hát bài hát cho nó vui. Hát tặng bạn trai bài cho lấy không khí cho em. Em xin được hát một bài. Không biết bạn trai bên đó có thuộc bài này thì hát cùng em luôn nghe. Bài gì vậy em ạ? Mình yêu nhau đi. Anh nghe bài hát này, người khác hát cái anh nhịp theo, anh thấy anh thuộc rồi. Anh nhịp theo à. Bây giờ bạn gái hát rồi bạn trai biết thì mình nhịp theo nha. Đúng dạ. rồi. Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi. Ở cạnh bên anh bình yên lắm, anh hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra. Thương quá. Lãng mạn quá. Em xin hát tặng lại em gái một bài. Rồi bài gì em? Lâu đài tình ái. Em ơi lâu đài tình ái đó, sáng trong ánh tinh cầu xa. Cho nên cho dù nghìn năm qua, còn vẫn vương đôi hồn hoa. Rồi được rồi, tốt rồi. Bây giờ mình chia sẻ một chút xíu về tình trường của mình đi. Trước giờ thì em có trải qua hai mối tình. Mới nhất là khi em ở nhà đang chuẩn bị đi học cao đẳng, quen được khoảng 3 tháng gì đó, em xuống đây học thì thấy giống kiểu khoảng cách nó càng xa. Thì hai người bớt nói chuyện lại rồi, bây giờ thì anh đã có gia đình. Mối tình em dài thiệt á, có 3 tháng. 3 tháng. Mời bạn trai chưa có gì sâu sắc hết. Em trai, em có mấy mối tình rồi? Dạ, em xin thưa với anh là từ nào tới giờ em chưa có một cuộc tình chính thức nào hết. Gì? Gì kỳ vậy? Thích con gái không? Dạ thích. Thích con trai không? Dạ. Trai mến thôi chứ không thích. Trai mến thôi chứ không thích. Coi phim tình cảm, có lúc nào mình nghĩ rằng mình sẽ yêu cô gái nào không? Em 20 mấy tuổi thì gọi là cũng có cái cảm xúc gọi là say nắng với vài cô thôi, nhưng mà cái đó thật sự nó không phải là cái tình. Thí dụ như giờ bạn được hôn thì bạn có biết hôn không? Dạ biết chứ chị. Chưa hôn thử lần nào sao biết? Nhưng mà em chắc chắn là em làm được. Cái đó mà không làm được chắc trốn luôn á. Có ai nói em gì không? Cái vấn đề mà hồi nào giờ em chưa có một mối tình chính thức nào là vì sao? Hồi đi học á, chỉ biết cắm đầu học thôi, cũng ít đi chơi lắm. Rồi sau khi học, rồi xong khi học xong ra đi làm á, cắm đầu làm. Cũng vào công ty chỉ biết làm việc thôi. Có nắm tay người con gái nào chưa? Nắm tay bạn bè, nắm tay bình thường, còn cái nắm tay tình cảm thì cũng có. Không có luôn. Dạ không. Nắm tay có cảm giác gì không? Em chưa nắm tay tình cảm ai bao giờ. Trời đất ơi, vậy là có túm lại là chưa có nụ hôn đúng không? Dạ chưa luôn. Hôn má có chưa? Dạ chưa. Trời đất nắm ơi. Nắm tay mà chưa có nắm thì hôn làm sao mà đâu ra. Khó tìm lắm. Bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em tới đây là để tìm vợ luôn chứ không phải tìm bạn gái. Rồi em muốn tìm một người vợ như thế nào? Người vợ đó là mẫu người phụ nữ sống cho gia đình. Ngoại hình em không đặt nặng lắm, nhưng mà tính tình là thùy mị, nết na, hiểu và đồng cảm được với mình. Tại vì sao chị? Mình thương nhau á, thương thì phải hiểu được người đó. Khi mình hiểu được người đó thì mình cũng mới có khả năng mang lại hạnh phúc cho người đó được. Đúng rồi. Tại vì mình nói mà mình thương người ta mà mình không hiểu được người đó thì không thể nào mang lại hạnh phúc, mà đôi khi mình còn đem lại phiền phức cho người ta nữa. Mà làm sao để hiểu được người ta? Thì mình phải đi chơi với nhau, tâm sự, chia sẻ với nhau nhiều hơn thì mới hiểu được nhau. Đúng rồi. Mọi thứ bạn đã chuẩn bị cho cái cuộc sống hôn nhân chưa? Dạ, đầy đủ hết rồi. Về tâm lý, sự nghiệp, công việc, ổn định, nhà cửa có rồi.
Bạn chắc chắn là bạn sẽ hôn được đúng không? Dạ được. Lát tôi cho thử. Làm hoang mang quá. Em gái muốn tìm người bạn trai như thế nào? Cao khoảng 1m7. Có 1m7. Thân hình tròn tròn một xíu, dễ thương. Có tròn. Rồi. Có dễ thương luôn. Hòa đồng thân thiện với mọi người xung quanh. Rồi. Có luôn. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Tập ca sĩ Hồ Trung Dũng là được rồi. Cái này trung bình được không? Không, anh này là Trung Hùng là được rồi. Đặc biệt là đồng cảm với em, có cùng sở thích với em. Sở thích của em. Em thích gì? Thích thể thao, đam mê thể thao. Rồi này. Anh này chơi thể thao. Thích đi phượt nè. Dạ. Thích đi phượt không? Dạ thích. Thích. Khi lâu lâu em bị stress công việc dẫn em đi chơi. Thích có dẫn cậu đi chơi không? Dạ thích là em dẫn liền. Rồi thấy rồi. Được rồi đó. Cái điều anh... gì em không thích nói lên nghe luôn. Con trai quá bảo thủ. Hơi tròn tròn thì được. Hơi nhưng mà chút. Sau này hồi xưa thì em vậy, nhưng mà sau này em nhận ra là cái gì mà nhiều người nói á thì mình phải thay đổi. Đúng rồi. Tại vì không thể nào mà nhiều người mà có cùng một quan điểm sai về mình được. Nói tóm lại, chàng trai bên đây là một trong những cái hiếm giờ đó ha. Nói chung là còn trinh trắng. Rinh 100% đó. Yên tâm. Anh thấy bây giờ là hợp gần như 90% rồi đó. Trách nhiệm em hơi nặng đó. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi cùng chị gái và bạn cùng phòng với em. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn Nam cùng tham gia chương trình và chào tất cả các vị khán giả ở trường quay. Theo chị thấy, theo nhận xét cá nhân, chị thấy bạn Nam này cũng được. Chị hy vọng là sẽ có một người bạn đồng hành với Duyên để hứng chịu những cái đau của chị trong những trận chém gió. Rồi. Hùng đi với ai Hùng? Dạ hôm nay em đi với chú ruột với mẹ. Xin chào hai MC Quyền Linh và là Cát Tường. Nói chung về ngoại hình ok, tính tình chắc hiền dịu dàng. Tôi mong coi như là hai cháu cùng bấm nút để hẹn hò và coi như tìm hiểu nhau nhiều hơn. Muốn hỏi ý kiến mẹ chút xíu ha. Dạ cho mẹ cho đi. Ý kiến vài câu đi ạ. Em Duyên thì cũng được. Cô cũng muốn có cháu nội sớm không? 32 tuổi rồi thì cũng muốn chứ. Đó hứa với mẹ gì đi Hùng. Cái đó không phải mẹ muốn mà là em cũng muốn chứ không phải là em cũng muốn đúng không? Nhưng mà chỉ có điều là em chưa tìm được một cái người con gái mà có thể là đồng hành được với mình. Dạ rồi, chúng ta cảm ơn tay cầu mong những điều tốt đẹp cho cặp đôi này đi. Bây giờ kéo rào lên nhá cho hai bạn gặp nhau. Mở rào bắt đầu. Dạ chào anh. Món quà tặng. Dạ cảm ơn anh nhiều. Em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Cảm ơn em. Cảm ơn mình, cảm ơn. Dạ không, anh thông cảm là em làm công ty Nhật, các cái tác phong người Nhật khi chào em quen rồi. Arigato. Lần đầu tiên gặp mặt em có gì muốn hỏi anh? Nếu mà chúng ta quyết định tìm hiểu nhau thì anh có thể cùng em vượt qua mọi khó khăn phía trước không? Anh nghĩ là mình đàn ông thì mình đủ sức đó, đủ sức. Em cảm nhận cô gái thì như thế nào? Em cảm nhận tính cách đó thì đúng như là cái mẫu người bạn gái mà mình yêu cầu. Cái thời gian rảnh của em là vượt khung thời gian nào? Ban ngày thì em làm giờ hành chính, thường thường em sẽ rảnh vào tối thứ bảy hoặc chủ nhật. Anh thì cũng rảnh vào thứ bảy chủ nhật cuối tuần. Anh đi làm thứ hai thứ sáu. Dạ. Em có thích đi du lịch không? Rất thích luôn. Du lịch, đi dạo, dạ, chơi thể thao. Đó là những sở thích của anh á. Em nhìn bề ngoài thì anh có vẻ hiền, nhưng mà không biết trong bên trong anh có mạnh mẽ không. Bên trong thì thật sự anh là người nóng tính, nhưng mà cái nóng của anh á thường anh kìm bên trong. Ý cô hỏi bên trong bên có trong mạnh mẽ mình ngồi, không đó? Ngồi thẳng lưng lên em, mạnh mẽ lên coi. Ngồi đó. Đúng rồi. Không muốn khẳng định giới tính đó. Bên trong mạnh mẽ hả? Em là người mạnh mẽ. Anh có muốn mở món quà em tặng anh không? Đúng rồi, coi quà em tặng là gì. Anh mở. Dạ. Anh mở nha. Mở đi em, mở đi. Căng tay. Dạ. Ủa sao lại tặng đôi bao tay, ý nghĩa gì? Đi phượt bằng xe máy. Anh này đoán hay quá. Em tặng đôi găng tay này cho anh, nghĩa là muốn anh luôn bảo vệ em, cùng em đi hết những đoạn đường còn lại. Mang bao tay vô liền, mang bao tay vô liền. Rồi. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Bấm nút là hẹn hò để tiến tới hôn nhân nha hai bạn. Phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình. Còn không có cảm tình, không thấy thích, không rung động, không bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Trời.
Cái gì? Em bấm mà em đã không có vô. Em có bấm. Hả? Em có bấm không? Có. Bấm sao nó không lên? Rung quá bấm chặt. Trời ơi, rung quá bấm chặt. Bấm là tôi mừng rồi. Rồi bây giờ nè, tay nè, đôi bao tay này nó sẽ đưa các bạn đi khắp mọi nẻo đường đất nước. Xin chị gái hôn nụ hôn đầu tiên. Để cho em xin phép. Không em nó, xin mà người ta cho chị... chưa chị xin chưa thì cho... phải nhìn mặt chị cho chưa đó. Chị cho em xin phép không em? Đó, đó cho để nguyên hít vô hít vô. Giờ nè, anh gái hôn anh gái đi. No. Có hết chưa? Dạ rồi. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Đây là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi khi mua hàng tại The Couple TX trên toàn quốc. Phần quà dành cho hai bạn đó là máy nước nóng hiệu Senton. Và đây là một máy nước nóng hiệu Atlantic. Gửi tặng hai bạn với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng. Phần quà đặc biệt dành cho các bạn là một Smart TV cao cấp UBC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên cả TV, rất tiện lợi. Nấu nướng, giặt đồ, rửa chén hay là lau nhà, quét nhà, tất tật em đều làm được hết. Em cũng thích mẫu đàn ông có suy nghĩ như vậy. Em sợ ma. Em rất thích xem phim kinh dị, phim ma nào ra là em cũng đều đi coi. Quá dễ thương. Phải ngọt ngào vậy nha cưng. Thôi như vậy là ta đã mừng rồi. Mình dù sao cũng đã kết nối được một cặp đôi, hy vọng rằng cặp này sớm báo tin ha. Còn bây giờ thì sao? Chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi. Cặp đôi thứ hai. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Bạn nam. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và xin chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Chí Hùng, năm nay là 34 tuổi. Nghề nghiệp của em là kỹ sư xây dựng, hiện tại là công tác tại trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Ở quận mấy? Dạ ở quận Thủ Đức ạ. Tức là đang dạy Hùng hả? Dạy đó là niềm ước mơ của em. Hiện tại giờ em chỉ làm bên chuyên viên tuyển sinh của phòng công tác học sinh sinh viên thôi. Quê Hùng ở đâu? Dạ quê em ở Sóc Trăng chị ơi. Rồi mời bạn gái giới thiệu em ở đâu nè. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh trai bên kia và chào tất cả mọi người. Dạ. Em tên là Dương Thảo Nguyên, hiện là giảng viên trường Cao đẳng Nam Sài Gòn. Năm nay em 27 tuổi, đang sống ở quận 4 và làm việc ở quận 8. Em ở Long An. Miền Tây đó. Giảng viên là mình đang dạy Dạ em dạy bộ môn tiếng Anh. Một bên xây dựng bên tiếng Anh. Em hỏi về câu tiếng Anh bên đây coi. How are you today? Phải thank you, sit down please, and you. Cảm ơn anh Quyền Linh đã trả lời hỏi em ạ. Hỏi anh chứ quên. Ưu điểm, khuyết điểm của Thảo Nguyên là gì nè? Dạ, em ưu điểm là em rất vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng. Em có sự thấu hiểu và thông cảm cho những người xung quanh. Em biết hát, có thể nấu ăn, nhưng mà nấu không có được ngon dữ. Nhưng mà em có thể nấu ăn. Khuyết điểm của em khá mất ước. Rồi lâu lâu nhiều khi công việc em bị stress, cái em nhiều khi em hơi nóng tính. Ủa, cá mít ướt mà nóng tính là sao? Thí dụ như em coi một bộ phim mà nó cảm động quá, cái em hay khóc. Dạ. Cái sở thích của em cũng giống anh đó, anh thường mà xem phim cảm động anh cũng khóc. Hả? Anh khóc vậy rồi ai dỗ em anh? Hai đứa mình cùng khóc. Trời ơi, chắc nước lụt hết quá. Mỗi lần coi bộ phim phải tốn cùng giấy vệ sinh. Rồi bạn trai mình có ưu điểm, khuyết điểm gì? Hùng. Do em tự lập từ nhỏ. Do đó là em tự thú nhận em chắc là người đàn ông của gia đình á. Về việc nấu nướng, giặt đồ, rửa chén hay là lau nhà, quét nhà, tất tật em đều làm được hết. Em suy nghĩ như thế này, người phụ nữ sinh ra thì đã khổ rồi, mang nặng, đẻ đau, còn phải làm việc, bên cạnh đó là còn phải là chăm sóc con cái. Thì em nghĩ rằng đối với người đàn ông thì mình nên chia sẻ một phần nào đối với người phụ nữ. Được, có suy nghĩ gì rất tốt. Yeah. Em cũng thích mẫu đàn ông có suy nghĩ như vậy. Có khuyết điểm gì không em ha, Hùng ha? Thế tính hay quên, em sợ ma. Trời.
sợ rắn và em cũng sợ dơ nữa. Thật ra em cũng là người nông dân, là người làm ruộng. Nhưng mà khi mà lên trên đây rồi em thấy khi mà trời mưa xuống á, cái nơi mà có bao ni lông nè, chai thủy tinh nè, chai nhựa mà lâu ngày đóng á, dơ thật là dơ, kêu em mà đặt chân xuống dưới là em không dám. Nhưng em mà sao sợ ma? Thằng ông ta mà sợ ma? Ma là ám ảnh đối với em. Ủa em thấy ma lần nào chưa? Trong cái tưởng tượng của em không à? À tưởng tượng nó ma sao? Ma nó là sao? À, thật ra khi mà em ngủ một mình á là phải bật đèn sáng hết. Nếu như mà tắt đèn á là em cảm nhận là giống như có một cái bóng gì đâu đó đi sau lưng. Nếu mà ngủ thò cái tay vô và cầm lôi kéo vậy đó. Cái trí tưởng tượng em phong phú lắm. À, em mà ngủ có một mình á là thức đến 2 giờ, khi nào mòn mỏi xong mới ngủ được. Hiện tại là em đang ngủ với ai? Hiện tại giờ em cũng đang ngủ một mình chị. Bạn gái kêu sợ ma không vậy? Dạ không, em rất thích xem phim kinh dị. Phim ma nào ra là em cũng đều đi coi. Vậy anh có đi coi phim với em được không anh? À cũng được. Có gì anh học hỏi theo em mà em bảo vệ anh. Tới khúc có ma anh che mắt lại ha. Không có gì, tới khúc có ma thì cứ cho anh dựa vô vai em ha. Tình trường mình sao Thảo Nguyên? Dạ em trải qua được 2 mối tình. Một mối tình là thời đại học, một mối tình nữa gần đây là cách đây khoảng 1 năm. Do không có hợp tính nhau, không hiểu, thông cảm chia sẻ được nên là cũng không đến được với nhau. Mình quen bao lâu mà chia tay? 1 năm. Rồi bạn trai thì em cũng trải qua được 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là từ thời phổ thông, còn mối tình thứ hai là từ thời mà sinh viên, khi mà bạn ấy không có thích em về làm việc cho cơ quan nhà nước. Với cái ước mơ của em sau này sẽ trở thành một cái giảng viên, cô ấy không chấp nhận. Trong khoảng thời gian đó thì thật ra là cũng có gặp một số người, tuy nhiên là không hợp nhau về tính cách cũng như là về nơi công tác làm việc đó. Thật ra là trước đây nhà em cũng hơi khó khăn, rồi đông anh em chỉ là cố gắng học để nối tiếp ước mơ, và đồng thời cũng đi làm là lo cho em gái đi học. Tại bây giờ thì em cũng đã là hoàn thành xong cái thạc sĩ và em gái em cũng đã tốt nghiệp đi làm. Do đó là mọi cái vấn đề mà khó khăn trước đây thì đã là giải quyết hết trơn rồi. Khúc mắc hết là em mà tự tin để mà tìm cho mình một cái người bạn đời để sau này là xây dựng gia đình và biết tước ở tương lai ạ. Tốt, bạn gái nghe vậy là vừa ý đúng không? Em cũng mong muốn tìm người cũng có học hành đến nơi đến chốn, có bằng cấp đúng không? Dạ. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào, em diễn tả đi. Về ngoại hình 1m7 trở lên. Bên kia cao nhiêu? Càng to càng tốt. Chắc thiếu 2 phân nữa mới được 1m7 chị ơi. Chết rồi, con 1m68 bớt 2 phân được không em? Dạ được anh, tại em cũng không có được cao lắm, em có 1m52 hả? Muốn... mà tại em đòi cao vậy đó. Trời. Dạ, về tính tình thì không có gia trưởng, cũng vui vẻ. Khi em giỡn thì cũng vui lợi với em. Khi em nóng thì ảnh dịu, còn khi ảnh nóng thì em sẽ dịu. Cái đó cho anh làm được á. Biết hiểu, biết thông cảm, chia sẻ với em. Tại vì công việc của em làm nhiều khi em cũng gặp stress, áp lực, áp lực lắm. Anh có thông cảm cho em được không anh? Nếu mà mình đã thương thì mình thông cảm hết à. Vậy rồi. Thôi đúng không? Dạ. Còn anh trai, tìm mẫu người lý tưởng như mình thế nào? Lúc ban đầu thì em cũng đưa ra tiêu chuẩn là nữ là cao 1m55. Nhưng mà bạn nữ bên kia nói là 1m52 thì thôi bù trừ. Em thích là một người cũng vui vẻ, hòa đồng và biết chia sẻ, có hiếu với gia đình. Người phụ nữ có ngoại hình em cũng thích là người hơi tròn tròn, là mũm mĩm anh. Mũm mĩm ha. Dài, da trắng. Trời ơi. Và đặc biệt là cũng ăn mặc thì em thích là mặc kiểu mà công sở. Bên cạnh đó là cũng có nét truyền thống mà pha lẫn nét hiện đại, nhưng mà cũng đừng hiện đại quá. Chào chị. Rồi, có cái điểm gì không thích ở người bạn gái không? Thứ nhất là sống lộn thộm, không sạch sẽ. Gái làm gì sống sạch sẽ? Nói chuyện mà nhỏ nhẹt á chị. Hai là kiêu kỳ. Dẻo dẻo đó hả? Dạ, dẻo dẻo đó, chịu. Gái nhiều khi dẻo dẻo một chút cũng dễ thương, cái đó gọi nhõng nhẽo. Nhão quá. À. Em nghe nổi da gà lên, da gà anh chịu rồi. Không được. Em muốn đem kem. Không được. Không được. Dạ. Mình bao nhiêu anh em? Dạ nhà em tới 11, anh chị em là em là người thứ 10. Thứ 10. Rồi mấy anh chị rồi là kết hôn hết chưa? Dạ mấy anh chị kết hôn hết trơn rồi. À. Bây giờ em và với em Út. Rồi, bây giờ em hình dung bạn nữ bên này như thế nào? Với cách nói chuyện và dáng vẻ thì em nghĩ là cũng hơi mập mập, cũng tròn trĩnh. Chúng ý em phải không? Có đeo mắt kiến giống em. Giảng viên em nghĩ rằng chắc cũng là cũng phải đeo kính. Gần trúng rồi đó. Nãy giờ em nghe cô gái kia em có thấy nhão không? Dạ không. Chào em gái. Chào anh. Nãy giờ em nghe anh nói em
cảm giác đó là con người như thế nào? Chắc anh cũng hơi kỹ tính một chút, tại nghe anh nói là anh thích sạch, mà gái thì không ai ở dơ hết trơn anh ơi. Dạ sạch thì em sạch, em không có dơ. Thí dụ nữa mà về làm dâu á, làm dâu 11 người con trong gia đình nó được không? Dạ đông, càng đông càng vui. Được, tư tưởng này tốt. Nhưng mà em yên tâm đi, nhà anh là không ai làm dâu hết trơn á, mà về nhà là được mấy chị làm dâu lại cho em. Trời ơi, ở đâu mà mấy chị làm dâu lại cho em, nói ngon lành vậy? Đúng rồi, đúng rồi, mấy chị giúp lại cho em đó. Tại vì mấy chị thương em lắm chị. Ghét nhất cái gì tật xấu của người đàn ông? Dạ, không chung thủy. Anh này chắc không nổi đâu. Hút thuốc. Có hút thuốc không? Anh thì từ đó giờ không bao giờ hút thuốc hết trơn á. Hai. Dạ. Tốt. Anh làm bên xây dựng thì có nhậu hay là có rượu bia một chút cũng được. Cái đó là người đàn ông nào cũng có hết. Em không có quá khó khăn về vấn đề đó. Nhưng mà hút thuốc thì em ngại. Anh thấy nãy giờ ổn hai bên rồi đó. Ổn đó. Hôm nay là Thảo Nguyên đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ, với bà ngoại và em gái em. Dạ chào cô. Xin chào MC Quyền Linh. Chào MC Cát. Chào toàn thể khán giả trường quay. Cháu Hùng bên đây cũng là người chững chạc, dáng dốc hình dáng bị chuẩn thì cũng đạt với cô những cái yêu cầu mà Thảo Nguyên đưa ra. Cái thứ hai cô cũng ngạc nhiên thì nhà bên đây á, thì cô chỉ có hai đứa con gái thôi. Không biết là cái việc làm dâu này nọ rồi đó có phải là... Dạ không có làm dâu. Bản thân cô cũng là giáo viên cho nên đó giờ cũng ăn học không về cái mục làm dâu thì cô nghĩ là nó làm không nổi rồi. Nếu cho nó vậy thì cô cũng an tâm rồi thì... Thôi hỏi ngoại cho ngoại rồi. Cho ngoại hỏi ngoại mấy câu đi. Cháu ngoại chuẩn bị kết hôn, ngoại vui không? Vui lắm. Ngoại thích không? Thích. Ngoại có coi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không? Có. Thấy cháu được không? Đẹp quá, đẹp đôi. Đẹp đôi đó, yeah. Được rồi. Ý kiến là cảm ơn ngoại. Cảm ơn ngoại nha. Hùng thì mình đi với ai Hùng ơi? Dạ em đi với là chị gái, hai em gái và hai người, ba người chị đồng nghiệp ạ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, cùng quý vị khán giả và chào chị Nguyên ạ. Chào em. Hôm nay đi đến chương trình thì gồm có là người chị thứ 6 và chị thứ 11 và em Út là thứ 12. Nên Hùng giới thiệu thì anh Hùng là Út thứ 10 và với lại là đứa cháu con của người chị thứ 8. Cùng với lại ba chị đồng nghiệp với lại anh Hồng ạ. Em cảm nhận về chị là nói chung chị rất là dễ thương. Em rất là thích. Với lại là khi mà nghe hai anh chị trò chuyện thì rất là có nhiều điểm giống với nhau. Chị cũng là cái mẫu người mà giống như là anh của em đang tìm kiếm. Khi mà nãy có nghe hỏi á, thì em có nghe chị nói là chị cũng rất là thích nhà anh chị đông anh em. Thì cái đó là bên gia đình em rất là quý ạ. Tại vì gia đình em rất là đông anh chị em. Ba mẹ em rất là dễ. Nếu như mà chị mà làm dâu bên gia đình em á, thì ba mẹ em rất là thương dâu. Chị không có cần phải lo là như là bác gái nói là sợ chị làm dâu gì đó. Không có. Anh em là một người đàn ông thật sự là tốt. Đến bây giờ là ảnh chưa có tìm được người này, cũng một phần là vì ảnh lo cho gia đình, ảnh lo cho em đi học. Mà ảnh là tự lập hồi nhỏ tới giờ, không phụ thuộc vào gia đình. Thì em cũng rất là mong là anh sẽ tìm được một nửa của mình và cùng nhau xây dựng gia đình thật là hạnh phúc ạ. Thì nói chung là hai anh chị cũng có duyên, mặc đồ cùng màu, đó là một cái duyên ạ. Em xin hết ạ. Cho chị nói một câu đi. Dạ sau này thì ý kiến của người chị đồng nghiệp với anh Hùng ạ. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào chị. Chào quý khán, tất cả các vị khán giả trong trường quay. Chị là Võ Thị Thanh Loan, hiện thì đang công tác tại Trung tâm Ngoại ngữ Tin học, Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng là đồng nghiệp với lại em Hùng. Khi bạn gái vừa bước ra thì chị thấy có nhiều điểm nó rất giống với lại Hùng. Có nghĩa là hai em đã có một cái duyên nợ với nhau rồi đó. Em gái thì xinh, dễ thương, mà tính tình thì chị thấy nó cũng hoạt bát nữa. Và Hùng thì hiện tại công tác tại trường thì rất là đồng nghiệp, rất ai cũng quý trọng bởi vì cái tính rất là nhiệt tình. Thứ nhất là Hùng công tác thêm cái phần mảng mà học sinh sinh viên. Cho nên là em luôn giúp đỡ tất cả các học sinh sinh viên và giúp đỡ những cái người thân, người cận kề của mình. Cho nên là, và tính tình chị thấy em cũng hoạt bát nữa.
thì Hùng cũng hoạt bát, cho nên là chị nghĩ hai đứa nên cho nhau một cơ hội. Hẹn năm sau thì có một cái đám cưới đang tổ chức tại trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Có mời Quyền Linh không? Lúc đó sẽ mời MC Quyền Linh và MC Cát Tường lên làm hướng dẫn chương trình. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn chị nhiều. Bây giờ tất cả mọi thứ gần như là tốt đẹp hết rồi đó. Bây giờ do hai em thôi nha. Kéo rào. Đây là thời gian của em đó Hùng. Bắt đầu. Cố lên nha. Chào anh. Chào anh. Đến đây thì anh cũng chuẩn bị món quà này. Thì theo anh nghĩ á, thời gian trôi qua thì để lại quá khứ, còn cái sự trò chuyện giữa hai người á, đi qua để lại kỷ niệm. Ngày hôm nay nó cũng làm mang đến cho mình một cái kỷ niệm rồi. Thì sau này nếu như em có thể bấm nút á, thì sau này chúng ta có thể là viết tiếp những cái kỷ niệm cũng như những câu chuyện còn lại giữa anh và em. À còn đây là cây bút nữa chứ. Cây bút này là tượng trưng cho người con trai, còn quyển vở là tượng trưng cho người con gái khi hai người kết hợp lại với nhau để tạo thành một câu chuyện. Nãy giờ anh có suy nghĩ gì về em không anh? Nãy giờ thì anh cũng suy nghĩ là những cái mà mẫu người anh đưa ra là em có phù hợp hay không á. Nghe thì phù hợp, nhưng mà khi mà gặp em rồi thì anh cũng cảm thấy là đúng là như những gì anh nghĩ. Nếu mà sau này mà em có là chọn anh á, cái việc làm dâu thì anh nghĩ rằng là không có làm dâu, chỉ về và việc là nhờ các anh, các chị gọi là phục vụ mình thôi. Trời ơi, nói đâu mà ngon lành vậy trời. Anh làm mảng là tuyển sinh, công tác sinh sinh viên. Đến vào cái thời điểm mà đi tuyển sinh á, anh phải đi các tỉnh cũng như là đưa cái thông tin cho các học sinh đồ biết về trường mình hơn đó, thì đó là anh đi nhiều. Dạ. Còn không biết em sao? Em là giáo viên tiếng Anh nên là em dạy cũng từ thứ hai cho tới thứ bảy, có khi thứ bảy chủ nhật em cũng dạy luôn. Vậy không biết là anh ở xa như vậy nữa, em ở bên quận tư á, tuần vậy thì anh sắp xếp mình gặp nhau được bao nhiêu lần? Thật ra là gặp nhau bao nhiêu lần đó là tùy em thôi, còn đối với anh là lần nào gặp thì anh cũng gặp được, nó không có xa lắm. Không biết là em có thích đi du lịch không? Cũng thích anh, nhưng mà không có thích nhiều. Thì còn đối với anh thì anh cũng thích đi du lịch, tại vì mỗi lần mà có thời gian rảnh thì anh đều đi, nhưng mà đi là chỉ một mình thôi, chỉ thích đi một mình. Cho anh hỏi tí, thì vấn đề mà cũng xoay quanh về là anh em nhà đông đó, không biết là em có ngại gì không? Không ngại, anh em nhà đông đâu anh. Như em nói hồi nãy là càng đông càng vui. À đó, như vậy thì anh cũng mừng. Tiến tới hát bằng tặng bạn gái một câu đi. Làm công tác đoàn đủ là rất là văn nghệ dữ lắm. Đã bao mùa dầm mưa dãi nắng. Gì hát bài này hả? Tiến lên anh, tiến lên. Muốn hát bài nào cũng được. Thôi thì đã đến đây rồi thì cũng hát bài Sóc Sà Bay Sóc Trăng luôn. Đó, đúng rồi. Sóc Sà Bay Sóc Trăng luôn. Tiến tới hát duy cổ kìa. Nhưng mà múa luôn càng tốt, minh họa cho càng tốt. Về đây quê hương Sóc Trăng, lũy tre làng hàng vừa rộp bông. Dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt côm dòng phù sa. Đường qua Trường Khánh có người bạn hoa, tùa chia tùa yêu ta lữ thiệt. Cảm ơn anh. Quên, tự nhiên quên. Tặng nữa anh. Nghề nghiệp. Anh đã tặng em một bài hát rồi. Hát lại. Em xin gửi tặng anh và các khán giả trường quay bài Proud of You. Trời ơi. Nhìn nhau mà hát nào cho tình cảm. Rồi. Love in your eyes, sitting silent by my side, going on holding hand, working through the night. Hold me up, hold me tight, lift me up to the sky, teaching me to love we can't happen near when my mind. I can fly, I'm proud as I can fly, to give the best of mine, to the end of the time. Believe me, I can fly, I'm singing in the sky, show you the best of mine, to heaven in the sky. Hay quá, xứng đôi nha, hát hay
mặc đồ đôi với nhau nữa chứ, giống như là đâu thiên duyên tiền định từ kiếp nào á. Bên hát sóc sờ bay, bên hát tiếng Anh. Hai người hát tiếng nước ngoài không à. Rồi bây giờ chúng ta về vị trí, chuẩn bị bấm nút nè các bạn. Nãy giờ chúng ta đã có ít phút để trò chuyện với nhau, để trao đổi, để có thể hiểu được nhau. Suy nghĩ những gì đã trôi qua xem tim mình có rung động hay không các bạn. Quyền quyết định các bạn, bấm hay không tùy các bạn nha. Nào, chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Trời ơi, mấy chị mừng quá, sáng mừng luôn kìa. Nắm tay nhau đi hai bạn. Hợp rồi đấy. Nào, nắm tay nhau. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn để có thể có một không gian lãng mạn nha. Là một cái người phụ nữ, đây là một người đàn ông ha. Rồi, ở đây là gì đây? Ngày kỷ niệm. Kỷ niệm chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và đây là một tờ, một trang giấy trắng chưa có gì hết. Bạn Thảo Nguyên sẽ ghi tên bạn Hùng vào đây. Bạn Hùng sẽ ghi tên Thảo Nguyên vào đây. Và hai người cùng vẽ một trái tim bằng chiếc cây viết này và cuốn sách này. Em là gì Hùng? Nguyễn Chí Hùng. Chí Hùng. Bự lên, to lên. Em sẽ vẽ nửa trái tim và bạn kia sẽ vẽ nửa trái tim nối tiếp. Đó. Quá đẹp. Rất đẹp. Wow. Wow, rất dễ thương. Chúng ta, đây là những nét chữ đầu tiên trong ngày hôm nay. Đây là bút tích của hai người nha. Nắm chặt tay nhau nào. Và một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đặc biệt hôm nay. Không có xin phép bà ngoại với mẹ luôn. Thiệt là. Dạ, xin phép ngoại, xin phép hôn rồi bác. Xin cái gì nữa? Dạ, cho con xin hôn lại lần nữa. Đất ơi. Ngoại rồi đó, ngoại cho rồi đó. Đây, quà tặng dành cho hai bạn. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi đến từ thương hiệu Couple TX trên toàn quốc. Và đây là máy nước nóng với thương hiệu Senton gửi tặng hai bạn. Chiếc máy nước nóng với thương hiệu Atlantic gửi tặng hai bạn với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng. Phần quà đặc biệt dành cho các bạn là một Smart TV cao cấp UBC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên cả TV, rất tiện lợi. Đẹp đôi quá. Tuyệt vời. Với những cái gì mà chúng tôi chứng kiến từ nãy giờ thì tôi tin chắc rằng hai cặp đôi ngày hôm nay sẽ sớm gửi tin mừng cho chúng tôi. Một lần nữa tôi xin thông báo là tôi có offline Bạn Muốn Hẹn Hò tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào mỗi tuần nha quý vị, thứ bảy và chủ nhật. Nếu như ai chưa tìm được nửa yêu thương của mình thì hãy vào fanpage hoặc là địa chỉ đang chạy trên màn hình để chúng ta có thể gặp mặt trong một buổi offline của Bạn Muốn Hẹn Hò. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết. Quý vị có thể theo dõi chương trình vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị cũng có thể xem lại trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV. Và đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 99.9 MHz. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đặc biệt cảm ơn nhãn hàng UBC TV đỉnh cao công nghệ Smart TV đã đồng hành với chúng tôi. Hãy đến với Bạn Muốn Hẹn Hò để cảm nhận những phút giây hạnh phúc tuyệt vời. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cái giờ rảnh ra của em á thì em phụ mẹ em mua bán trái cây ở đầu chợ á. Mình mua bán mà anh. Em xếp cái giỏ của mẹ em á hả? Tình thứ hai thì 3 năm rưỡi. Sau khi chia tay xong á thì hiện tại bạn đó muốn có ý định là giết em á. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.